Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đã ra thông cáo về kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra như sau. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Một, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm ký 2015-2020 và một số cán bộ đảng viên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm ký 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt bộ tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tổn hại uy tín của tổ chức đảng và quân đội, gây bức xúc trong cán bộ chiến sĩ, xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, khiển trách đồng chí Thiếu tướng Ngô Bình Minh Đảng ủy viên Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Đại tá Phùng Danh Thoại, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng phòng xăng dầu, cục hậu cần; Thiếu tá Lưu Thế Đức, Đảng ủy viên, Phó trưởng đoàn trinh sát số 2. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm ký 2015-2020 và các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. 2 qua xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của một đảng viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhiệm ký 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, tỉnh ủy viên, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lạng sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu về vi phạm khuyết điểm của đảng ủy chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm khuyết điểm trong việc ký các hợp đồng quyết định thực hiện dự án để cấp dưới làm trái quy định của đảng và pháp luật nhà nước những vi phạm nêu trên đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ở tỉnh lạng sơn xem xét xử lý nghiêm minh xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhiệm ký 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Hữu Chiến. 3. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng và đảng viên bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm ký 2016-2021 có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ. Trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng thể chế, chính sách, ban hành một số văn bản không đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch quản lý phát triển năng lượng điện nhất là các dự án điện mặt trời điện gió thủy điện nhỏ và vừa trong xây dựng cơ chế chính sách về giá điện giá xăng dầu ban thường vụ đảng ủy tập đoàn điện lực việt nam và đồng chí bí thư đảng ủy chủ tịch tập đoàn điện lực việt nam có vi phạm khuyết điểm hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác cán bộ đầu tư tài chính đầu tư xây dựng cổ phần hóa thoái vốn quản lý sử dụng vốn nhà nước trong việc mua điện mặt trời mái nhà Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương. 4. Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng nêu trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Năm, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác.